Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thêm 57 ngư dân Việt Nam được Indonesia trao trả về nước. Đối tác ngoại tăng mạnh lượng đơn đặt hàng tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt đẩy mạnh đầu tư đáp ứng lực cầu từ các nước nhập khẩu. Sắp hoàn thiện các công trình để gắn kết quần thể của Đông và Tây Yên Tử trở thành một di tích văn hóa tâm linh của du khách thập phương. Thưa quý vị và các bạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia vừa phối hợp với các cơ quan chức năng của nước này tổ chức đưa các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ thời gian qua trở về nước qua đường hàng không. 57 ngư dân đã được hoàn tất các thủ tục và trao trả về nước trong đợt này. Tuy nhiên, do điều kiện chỗ trên chuyến bay nên số ngư dân này được chia làm hai nhóm để về Việt Nam trong ngày 6 và ngày 7 tháng 12. Họ là những ngư dân bị phía bạn tạm giữ do đánh cá trái phép trong vùng biển Indonesia. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết, thời điểm Tết cổ truyền đang đến gần, hiện sứ quán đang nỗ lực đàm phán, thực hiện công tác bảo hộ công dân nhằm sớm đưa các ngư dân về nước trước Tết Nguyên đán. Năm 2016, tình trạng ngư dân Việt Nam bị bắt giữ tăng mạnh so với những năm trước. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 1.000 ngư dân được đưa về nước. Dự luật về chương trình thực tập kỹ năng và bảo hộ thực tập sinh nước ngoài với nhiều quy định mới đã chính thức được Hạ viện, Thượng viện Nhật Bản thông qua. Trong vòng một năm kể từ ngày Quốc hội phê chuẩn, luật này sẽ có hiệu lực. Phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Gia Liêm, tham tán trưởng ban quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để tìm hiểu về cơ hội cũng như sự tác động của luật này đối với thị trường lao động Việt Nam. Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Vừa rồi Nhật Bản đã thông qua luật về chương trình thực tập kỹ năng và bảo hộ thực tập sinh nước ngoài. Vậy thì luật này có những điểm gì mới thưa ông? Thứ nhất là tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng của Nhật Bản với các cơ quan nước ngoài khác. Thứ hai là áp dụng hệ thống cấp phép và đăng ký đối với các tổ chức tiếp nhận cũng như là các công ty tiếp nhận. Thứ ba là thành lập một cơ quan quản lý của nhà nước về lĩnh vực thực tập kỹ năng. Thứ tư là lập một cái đường dây nóng để các thực tập sinh nước ngoài có thể khiếu nại khi mà bị vi phạm nhân quyền. Thêm vào đó thì cái luật này cũng có một số điểm mới bổ sung, như là tăng cái thời hạn từ 3 năm đến 5 năm cho thực tập sinh nước ngoài, cũng như là tăng cái số lượng tiếp nhận học sinh đối với mỗi xí nghiệp tiếp nhận lên từ 5 đến 10%. Và một cái thêm nữa là thực tập sinh nước ngoài có thể là thực tập kỹ năng nhiều công việc trong cùng một thời gian thực tập. Luật mới này chắc chắn là sẽ chia đều cơ hội cho các thị trường lao động nước ngoài. Vậy thì đối với thị trường Việt Nam thì nó có những tác động như thế nào thưa ông? Chúng tôi ước tính là dự kiến theo trong năm 2016 này thì sẽ có khoảng 46 đến 48.000 thực tập sinh Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản, đứng đầu trong số các cái thực tập sinh nước ngoài nhập cảnh Nhật Bản trong năm 2016. Thì hiện nay rất nhiều các cái cơ sở của tiếp nhận của Nhật Bản như trong lĩnh vực nông nghiệp, ở những cái khu vực thời tiết lạnh chẳng hạn, thì trong thời gian làm nếu mà làm ngoài trời vào mùa hè như vào mùa đông thì họ có thể chuyển vào làm việc trong nhà máy, các cái nhà xưởng. Thì và thứ hai nữa là trong lĩnh vực chăm sóc thì hiện nay Nhật Bản cũng đang rất thiếu nhiều. Thì đây là những cơ hội để cho thực tập sinh Việt Nam vào. Vậy thì lao động của Việt Nam cần phải chuẩn bị những kỹ năng gì để có chỗ đứng cũng như thích nghi được với môi trường lao động mới tại Nhật Bản? Thì thực tập sinh Việt Nam cần phải trang bị kiến thức, thứ nhất là về cái tiếng Nhật, bởi vì có tiếng Nhật thì sẽ thích nghi được cái môi trường ở đây bên này và tiếp thu được cái kỹ năng. Thứ hai là phải nâng cao cái ý thức tổ chức kỷ luật. Đây là một cái mà đòi hỏi ở làm việc cũng như là sinh hoạt ở Nhật là rất là cần thiết. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Truyền Việt Nam. Xin cảm ơn. Hà Nội sẽ bổ sung hơn 1.300 biên chế cho y tế và giáo dục trong năm 2017. Chỉ tiêu này vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Cụ thể sẽ tăng hơn 500 biên chế cho y tế và hơn 800 biên chế cho sự nghiệp giáo dục. Như vậy, tổng biên chế hành chính sự nghiệp của Hà Nội năm 2017 sẽ khoảng 10.900 biên chế hành chính. Còn số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là gần 157.000 biên chế.
trong đó giao lĩnh vực y tế, giáo dục là gần 123.000 biên chế. Gửi tiền vào ngân hàng vẫn có tính hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác. Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra số liệu, đến cuối tháng 9 năm nay, số tiền người Việt gửi vào ngân hàng tăng mạnh, đạt 3,5 triệu tỷ đồng. 9 tháng đầu năm nay, riêng tiền gửi của người dân vào các tổ chức tín dụng đã tăng thêm hơn 500.000 tỷ đồng so với cuối năm trước. Tổng phương tiện thanh toán của nền kinh tế đạt hơn 6,82 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi của các tổ chức kinh tế là hơn 2,34 triệu tỷ đồng. Tiền gửi của dân cư tăng mạnh đạt gần 3,5 triệu tỷ đồng. Lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ trong năm nay. Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động dù mặt bằng thấp song vẫn được người dân ưa chuộng vì tính an toàn gần như tuyệt đối, trong khi các kênh đầu tư khác như chứng khoán và bất động sản dù có thể đem lại lợi nhuận cao hơn thế nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, một chỉ số tổng hợp về tình trạng sản xuất hàng hóa Việt Nam, đã tăng lên 54 điểm. Đây là mức cao nhất trong hơn một năm rưỡi qua. Ghi nhận của phóng viên thời sự về những yếu tố mang đến kết quả tích cực này. Thông thường, mỗi tháng, công ty may cơ khí Gia Lâm xuất khẩu 50.000 chiếc áo sơ mi các loại sang Mỹ, Malaysia và các thị trường lân cận. Thời gian gần đây, nhu cầu từ nước ngoài tăng dần. Chỉ tính riêng trong tháng 11, số lượng đơn hàng đã tăng 40% so với các tháng trước. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các đối tác ngoại, công ty tiếp tục đầu tư thêm 4 dây chuyền nữa. Chúng tôi đầu tư nhà xưởng và máy móc, đẩy cao cái năng suất của nhà máy để sẵn sàng bước chân vào thị trường EU, nơi mà ngành may mặc được hưởng nhiều những cái lợi thế khi hiệp định thương mại được ký kết. Và đây là một cái cơ hội mà chúng tôi phải nắm bắt ngay. Theo đánh giá của Nikkei, số lượng đơn hàng mới đặt cho hàng hóa của Việt Nam đã tăng mạnh nhất trong 18 tháng qua. Điều này cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ của lĩnh vực sản xuất Việt Nam. Theo các chuyên gia, bên cạnh lực cầu tăng cao từ các nhà nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, PMI tăng mạnh còn do dòng tín dụng vào sản xuất được khơi thông đáng kể. Khi mà có một sự mở rộng tín dụng thì các nhà sản xuất sẵn sàng nâng cao cái năng lực sản xuất của họ ngay cả khi họ cũng chưa có những cái đơn hàng hoặc là ngay cả khi họ chưa nhận được thanh toán ngay. Tuy nhiên thì họ cũng có thể nhờ cái sự hỗ trợ của tín dụng thì họ có thể tăng cái lượng hàng tồn kho của họ, có thể tăng cái lượng khoản phải thu của họ và do đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chỉ số PMI. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tăng trưởng tín dụng trong tháng 11 là khoảng 4%, thì riêng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh đã chiếm đến 3,6%. Các chuyên gia nhận định, với dòng tín dụng ổn định, các đơn hàng tích trữ cho dịp Tết, việc làm cuối năm gia tăng, nhiều khả năng PMI tháng 12 sẽ đạt một ngưỡng cao mới. Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cuối năm trở nên sôi động, lượng giao dịch thành công ghi nhận chiều tăng mỗi ngày, hàng loạt dự án mới tiếp tục được mở bán ra thị trường. Theo số liệu của Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 11 vừa qua có hơn 1.300 giao dịch thành công, tăng 8,6% so với tháng trước. Đáng chú ý, giá bán bất động sản có sự biến động ở từng loại. Đối với căn hộ chung cư trung và cao cấp có vị trí thuận lợi, tiến độ triển khai tốt thì giá bán tăng nhẹ. Chung cư bình dân, diện tích vừa và nhỏ có giá bán tăng từ 1 cho đến 2%. Với phân khúc đất nền, biệt thự và nhà ở liền kề, giá bán có tăng nhẹ tại các khu vực vùng ven. Tuy nhiên, nguồn cung trong giai đoạn này vẫn tập trung chủ yếu ở phân khúc trung và cao cấp. Nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ còn khá hạn chế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các quận huyện trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận nhà đất. Hiện nay, việc tập trung hồ sơ nhà đất về Sở Tài nguyên và Môi trường đã dẫn đến tình trạng quá tải, nhiều hồ sơ bị trễ hẹn, gây khó khăn cho cả cơ quan thực hiện và người dân. Chị Hương ở huyện Bình Chánh xin làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà hơn 6 tháng nay, nhưng vẫn chưa có kết quả. Nhiều lần liên hệ với Ủy ban Nhân dân huyện, nhưng chỉ nhận được câu trả lời, hồ sơ của chị phải chờ, vì Sở Tài nguyên Môi trường mới là đơn vị giải quyết hồ sơ. Ở đây làm khâu đây làm hết trách nhiệm, lên trên thì không chịu, rồi xuống đây thì thu hết trách nhiệm rồi chuyển tới chuyển lui. Chứ mấy lớp trước làm vậy nó vừa lẹ vừa gọn, còn giờ làm lâu mà đẩy qua đẩy lại không biết bên nào. Thậm chí nhiều người sau khi chờ đợi thì nản, nên dù đã nhận được thư xin lỗi nhưng vẫn quyết định rút hồ sơ. Nó là không có người ký, tại sao làm với huyện vậy mà không có người ký? Không có người ký sao có cái giấy hẹn này? Cho nên giờ cô cũng không có muốn xin lỗi gì hết trơn á cô.
Giờ cô cũng không có muốn mà làm nữa, giờ cô rút hồ sơ cô về, cô nghĩ cô không làm nữa. Hiện nay, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Văn phòng Đăng ký Sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh. Lượng hồ sơ từ 24 quận huyện đổ dồn về thành phố dẫn đến tình trạng ùn ứ hồ sơ. Đến khi nào thì thành phố Hồ Chí Minh có thể ủy quyền phân cấp cho quận huyện được cấp giấy chứng nhận? Trong khi chờ đợi cái việc ủy quyền đó diễn ra thì hiện nay các địa phương như Bình Chánh hay là rất nhiều địa bàn ở vùng ven vẫn đang phải gửi thư xin lỗi hàng ngày đến người dân. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao. Thông tư áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có hiệu lực từ đầu năm sau. Cụ thể, lệ phí nhập quốc tịch là 250 đô la Mỹ một người, trở lại quốc tịch và thôi quốc tịch là 200 đô la Mỹ một người, cấp mới hộ chiếu là 70 đô la Mỹ một quyển, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là 30 đô la Mỹ một quyển. Thông tư cũng nêu rõ các trường hợp được miễn thu phí lệ phí. Theo đó, tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp dịch vụ công hoặc phục vụ các công việc quản lý nhà nước thì phải nộp phí lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao theo quy định tại thông tư. Tiếp theo là một số nội dung nổi bật đăng tải trên các báo. Kinh tế Việt Nam sẽ vẫn ổn định nhờ nhu cầu trong nước và sản xuất theo định hướng xuất khẩu. Đây là nhận định của Ngân hàng Thế giới trong bản báo cáo mới nhất về kinh tế Việt Nam được phản ánh trên báo Ngôi sao buổi sáng Morningstar của Nhật. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, thì triển vọng kinh tế Việt Nam nhìn chung là tích cực nhưng vẫn cần tập trung hơn vào chất lượng tăng trưởng. Ngân hàng Thế giới dự báo GDP của Việt Nam năm nay sẽ tăng 6%, thấp hơn so với ước tính 6,7% đưa ra vào năm ngoái. Dự báo tăng GDP năm 2017 của Việt Nam là 6,3%. Trang tin của Bộ Thương mại Trung Quốc trích dẫn báo cáo mới công bố của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Theo đó, Việt Nam đã có bước cải thiện đáng kể về môi trường kinh doanh trong năm qua. Cụ thể là Việt Nam tăng 14 bậc trong bảng xếp hạng thúc đẩy thương mại xuyên biên giới 2016, lên vị trí 73 trong tổng số 136 nền kinh tế được đánh giá. Việc thăng hạng này có được là nhờ những đổi mới thủ tục hải quan và giảm thời gian thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo báo miền Tây nước Pháp US France, Tổng thống tạm quyền của Uzbekistan Shavkat đã thông báo xóa bỏ visa hoặc là nới lỏng các điều kiện cấp visa cho công dân 27 nước, trong đó có Việt Nam. Đây là biện pháp nhằm thu hút khách du lịch và góp phần phát triển kinh tế đất nước. Theo sắc lệnh của Tổng thống, công dân 12 nước châu Âu và 3 nước châu Á là Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản sẽ được miễn visa vào Uzbekistan. Còn công dân của 12 nước khác, trong đó có Việt Nam, sẽ được miễn visa nếu trên 55 tuổi. Thành phố Đà Nẵng tích cực chuẩn bị cho năm APEC 2017. Các công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đã bắt đầu từ cuối năm 2014 và đang vào giai đoạn gấp rút. Trong tuần này, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra hội nghị doanh nghiệp APEC, đối thoại các nhà lãnh đạo APEC, tức là Hội đồng Tư vấn Kinh doanh của APEC, và hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế APEC. Đây là các hội nghị chuẩn bị cho tuần lễ APEC 2017 tại Đà Nẵng, cũng như năm APEC Việt Nam 2017. Chính phủ đã chọn Đà Nẵng là nơi tổ chức tuần lễ APEC 2017, với mong muốn quảng bá hình ảnh, cũng như tiềm năng du lịch, thương mại và đầu tư của thành phố này. Chương trình thời sự tiếp tục với các nội dung khác. Mưa liên tiếp nhiều ngày qua tại đồng bằng sông Cửu Long, bà con trồng hoa lo lắng trước nguy cơ mất mùa hoa Tết. Món ăn Việt Nam hấp dẫn khi kết hợp với những nguyên liệu từ giữa lòng châu Âu, nét đặc sắc trong sự kiện giao thoa văn hóa ẩm thực Việt-Pháp. Tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung vẫn diễn biến phức tạp. Tại Bình Định đã có 9 người thiệt mạng do mưa lũ, nhiều khu dân cư bị ngập sâu, 20 xã bị chia cắt hoàn toàn. Hơn 12.000 hecta lúa vụ đông xuân vừa gieo xạ, mất trắng, nhiều gia súc gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài những thiệt hại do mưa lũ đã thống kê được, thì lo lắng nhất lúc này là các hồ đập chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Tỉnh Bình Định có 164 hồ chứa, thì 14 hồ chủ yếu là hồ đất, tập trung ở các huyện phía Bắc, đang xuống cấp nghiêm trọng. Hiện Bình Định đang triển khai mọi biện pháp để đảm bảo vấn đề an sinh cho người dân vùng lũ. Đồng bằng sông Cửu Long cũng có mưa liên tục nhiều ngày qua. Các nhà vườn đang rất lo lắng, mưa dầm sẽ khiến cho hàng loạt vườn hoa không thể nở đúng dịp Tết. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp.
trời đang nắng đột ngột chuyển sang mưa. Để bảo vệ 10.000 cây dạ yến thảo mới ươm, ông Tốt phải che chắn như thế này. Nhưng một tuần qua, khoảng 700 cây hoa mới trồng đã chết. Chỉ riêng cây giống thiệt hại hơn 5 triệu đồng. Mấy năm trước, rằm tháng 10 đã bắt đầu ngưng mưa rồi. Mà năm nay thì mưa hoài, kiểu bông thì mưa nhiều, nó bị bệnh hại rồi nó chết. Mưa năm nay là đồ hư dữ lắm. Đồ gì nó cũng hư hết trơn. Gần đó, anh Dũng cũng trồng 1.500 chậu cúc Tiger. Để qua nở đẹp, 3 cây anh trồng chung một chậu. Nhưng gặp mưa, cúc thối rễ rồi chết. Bây giờ chậu còn 2 cây, chậu còn chỉ 1 cây. Mưa hoài đó có ánh nắng đâu mà tốt. Mưa phước men độ cực hơn năm gầu nhiều. Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có khoảng 470 hecta hoa kiểng. Chuẩn bị cho Tết Đinh Dậu, bà con trồng mới khoảng 100 hecta các loại hoa như cúc mâm xôi, hồng, dạ yến thảo. Mưa kéo dài, vườn nào cũng bị thiệt hại từ 30 đến 50%. Mưa mượn cây hoa nó không phát triển, nó hư thối. Số lượng hoa Tết thì nó không đạt nhiều. Sản lượng giảm nhưng chi phí đầu tư cao. Một bao phân nhựa thế này giá khoảng 60.000 đồng, tăng 20.000 đồng so với năm ngoái. Để bù đắp thiệt hại, nhiều nhà vườn đang tính đến khả năng tăng giá khi bán ra. Người Việt đang ăn ít gạo đi. Điều này đang đặt ra những vấn đề về an ninh lương thực. Xu hướng thay đổi khẩu vị ăn của người Việt đã được đưa ra trong chuyên đề chuyển đổi nông nghiệp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Báo cáo chỉ ra sự thay đổi trong khẩu phần bữa ăn của người dân Việt Nam khiến cho lượng tiêu thụ gạo giảm xuống. Xu hướng lượng gạo tiêu dùng theo đầu người tăng theo tốc độ tăng trưởng thu nhập đang bị đảo chiều trong những năm gần đây. Hiện gạo chỉ chiếm 1/3 tổng chi cho bữa ăn, trong khi các sản phẩm chăn nuôi và thủy sản gộp lại chiếm đến 39%. Điều này không chỉ diễn ra ở phân khúc nhà giàu mà cũng xuất hiện ở các hộ nghèo và cận nghèo ở Việt Nam. Trong thời gian tới, những thay đổi về nhu cầu ăn uống và xu hướng chi tiêu cho bữa ăn sẽ có những tác động nhất định tới an ninh lương thực. Trong khi đó, Việt Nam còn gặp phải nhiều khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu ngành và đang phải cạnh tranh gay gắt với hàng hóa nước ngoài. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Thủ tướng quyết định thành lập thí điểm trong 3 năm để chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đây là thí điểm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bởi mới nhất, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, trong thực phẩm có nhiều tác nhân gây bệnh đặc biệt, có thể gây ra hơn 200 bệnh khác nhau và là nguy cơ hàng đầu gây ung thư. Tác nhân gây mất an toàn trong thực phẩm có thể chia ra làm 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là vi sinh, tác nhân chủ yếu gây ra các vụ ngộ độc cấp tính. Nhóm thứ hai là hóa học, được đưa vào trong quá trình sử dụng hoặc bản thân thực phẩm có sẵn như thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng không đúng cách hoặc không được phép sử dụng. Nhóm thứ ba là về vật lý, ví dụ thực phẩm nhiễm phóng xạ cũng gây ung thư. Trong ba tác nhân trên thì nhóm hóa học liên quan đến ung thư nhiều nhất. Học sinh Việt Nam xếp thứ 8 trên 72 nước về trình độ khoa học. Đây là kết quả của chương trình quốc tế đánh giá học sinh, gọi tắt là PISA, do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD công bố ngày 7 tháng 12. Trong một số lĩnh vực như là khoa học, đọc hiểu, Việt Nam xếp hạng cao hơn cả những nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Anh, Úc, Pháp. Tuy nhiên, nếu so với kết quả của chính nước ta vào năm 2012, thì môn toán tụt 5 bậc, đọc hiểu tụt 13 bậc. PISA là chương trình đánh giá học sinh có quy mô lớn nhất trên thế giới hiện nay, được tổ chức định kỳ 3 năm một lần. Đối tượng đánh giá là học sinh độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia. Việt Nam tham gia PISA lần đầu tiên năm 2012. Kết quả PISA được coi là một trong những kênh tham khảo hữu ích để Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới giáo dục, thay đổi chương trình, sách giáo khoa mới theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Thưa quý vị, với bề dày trầm tích văn hóa mang đậm dấu ấn nhà Trần, vùng đất Tây Yên Tử còn lưu giữ nhiều di tích có giá trị lịch sử gắn với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Sau 2 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chính quyền tỉnh Bắc Giang trùng tu xây dựng chùa Thượng và chùa Hạ ở phía Tây Yên Tử sẽ mở ra con đường hành hương mới ở phía Tây Yên Tử, trở thành một di tích văn hóa tâm linh, vãng cảnh cho du khách thập phương. Nếu Yên Tử là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu tập và nhập Niết Bàn, thì Tây Yên Tử là con đường mà Ngài chọn để hoằng dương Phật Pháp. Với diện tích gần 13.000 m2, Tây Yên Tử còn là nơi in đậm dấu ấn của Phật giáo Trúc Lâm. Điển hình là chùa Vĩnh Nghiêm, trung tâm Phật giáo của cả nước. Về Yên Tử, cũng như Tây Yên Tử, Đông Yên Tử là một quần thể mà mãi mãi sau này là nơi mà mọi người gửi gắm tâm linh.
bằng nguồn vốn xã hội hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp xây dựng trùng tu chùa Thượng và chùa Hạ phía Tây Yên Tử. Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức các buổi hội thảo lấy ý kiến của các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu văn hóa nhằm làm sáng tỏ thêm những giá trị của di sản vùng Tây Yên Tử, tiến tới tổ chức thành công lễ hội Tây Yên Tử. Khi mà tỉnh Bắc Giang đặt vấn đề phát huy những cái giá trị của văn hóa trúc lâm ở cái vùng Tây Yên Tử này đấy, tôi cho rằng là một cái chủ trương hết sức đúng đắn và nó phù hợp với lịch sử. Nhưng mà có một điều tôi muốn nói ở đây đấy, là khi xây dựng như vậy đấy thì chúng ta phải hiểu cái chỉnh thể của Đông và Tây Yên Tử. Đấy, chính vì thế cho nên về sau này khi mà chúng ta có triển khai cái lễ hội Tây Yên Tử đấy, thì làm thế nào đó để gắn chặt với Đông Yên Tử, bởi vì thực ra đấy là một chỉnh thể. Chuẩn bị để từ năm 2017 thì giao cho địa phương sẽ tổ chức cái lễ hội Tây Yên Tử, và cũng đã kêu gọi các nhà đầu tư để đầu tư vào cái vùng này để chúng ta xây dựng một cái khu du lịch tâm linh sinh thái nó mang tầm cỡ của đất nước. Hiện nay tỉnh Bắc Giang cũng đang gấp rút hoàn thành các hạng mục đường giao thông, các công trình phụ trợ để kịp thời phục vụ cho mùa lễ hội 2017. Từ đây du khách sẽ được toại tâm toại ý khi được hành hương cả Đông và Tây Yên Tử, trải nghiệm vùng đất linh thiêng mà Phật Hoàng đã hành hương để truyền bá thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền thuần Việt. Ngày 6 tháng 12, sự kiện nấu ăn cùng đại sứ Pháp đã diễn ra tại Hà Nội. Qua bàn tay chế biến khéo léo của đại sứ Pháp tại Việt Nam, những nguyên liệu từ giữa lòng châu Âu lại có thể kết hợp làm nên những món ăn vẫn mang đậm bản sắc Việt. Thịt bò Pháp, hương liệu Pháp, bột mì Pháp tạo nên một chiếc bánh mì kẹp Việt Nam hay những bát phở bò đặc trưng Hà Nội. Ông Bertrand Lothari đã tận tay vào bếp để thể hiện lòng hiếu khách. Dù mới sang Việt Nam, nhưng ông Bertrand cũng chia sẻ cảm nhận rằng dấu ấn ẩm thực Pháp có mặt ở nhiều nơi trên đất nước hình chữ S. Và ngược lại, món ăn Việt Nam cũng làm cho các nguyên liệu Pháp trở nên hấp dẫn hơn. Đây là lần đầu tiên tôi làm bánh mì kẹp thịt kiểu Việt Nam đấy. Ngay từ khi ở Pháp, chúng tôi đã tìm hiểu sự đặc biệt của các gia vị Việt Nam. Ngoài ra thì ẩm thực Việt Nam cũng tiếp thu tinh hoa của ẩm thực Pháp, như món sốt vang này. Hình như rau thơm làm cho sốt vang Pháp có vị ngon đặc biệt hơn thì phải. Bữa sáng trong không gian của sứ quán Pháp đã mang hương vị Việt, hợp khẩu vị cho cả thực khách Việt và Pháp. Sự giao thoa văn hóa ẩm thực rõ ràng không cần phải thể hiện ở những điều gì to tát, mà đôi khi từ những bữa sáng đơn giản và ấm cúng như thế này. Sau đây là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.